xin chào các em chào mừng các em đến với tiết học lịch sử văn minh thế giới thì hôm nay chúng ta sẽ học bài văn minh ai cập nội dung bài hôm nay gồm có hai phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ sở hình thành và thứ hai là những thành tựu chủ yếu như vậy thì tại sao khi tìm hiểu về một nền văn minh của một quốc gia thì chúng ta phải bắt đầu từ cơ sở hình thành trong cơ sở hình thành sẽ bao gồm địa lý dân cư và các thời kỳ lịch sử sau khi tìm hiểu một nền văn minh thì chúng ta phải bắt đầu từ điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý cũng như cư dân. thì để hiểu được điều này đơn giản nhất là chúng ta hãy nghĩ tới việc tại sao giữa ba miền Bắc Trung Nam của Việt Nam thì miền Nam, miền Bắc, miền Trung chúng ta có những cái đặc thù khác nhau về công việc, về nghề nghiệp cũng như là trong tính cách của mỗi cá nhân thì chính cái điều kiện tự nhiên cái điểm xuất phát ban đầu nó tạo ra những cái sự khác biệt đó vì vậy cho nên để tìm hiểu về những cái thành tựu cũng như là đặc điểm của nền văn minh các quốc gia thì chúng ta phải xuất phát từ vị trí địa lý điều kiện tự nhiên cũng như là đặc điểm các thời kỳ lịch sử của quốc gia đó thì hầu hết các cái bài về văn minh các quốc gia thì chúng ta đều có một cái uh, lộ trình tìm hiểu các nền văn minh nó như vậy trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí địa lý của ai cập thì đây là bản đồ các quốc gia cổ đại của phương đông và phương tây và các em có nhìn thấy là ai cập lúc bấy giờ là nằm ở khu vực nào hay không cái phần khoanh đỏ đây chính là ai cập thời cổ đại và tại sao người ta lại liệt ai cập cổ đại vào văn minh phương đông à, vì chúng ta biết là hiện nay ai cập nằm ở khu vực châu phi thì cái quan niệm phương đông và phương tây trước đây nó khác so với thời kỳ cận hiện đại thời kỳ cổ và trung đại thì các nhà nghiên cứu họ sẽ lấy biển địa trung hải làm trung tâm trung tâm của các nền văn minh thì nhìn về phía đông của địa trung hải chính là văn minh phương đông và phía tây của địa trung hải chính là văn minh phương tây thì phía đông của địa trung hải chúng ta có thể thấy các nền văn minh như là ai cập lưỡng hà ấn độ trung quốc và ở phía tây của địa trung hải chính là Hy Lạp La Mã vì vậy cho nên Ai Cập cũng được liệt vào văn minh phương Đông và thời kỳ cận hiện đại thì cái khái niệm này nó đã thay đổi thì cho tới hiện nay thì chúng ta tạm hiểu là văn minh phương uh, khu vực phương Đông tức là các quốc gia châu Á và phương Tây thì là uh, khu vực uh, các quốc gia châu Âu cũng như là Mỹ đây là lược đồ của Ai Cập Ha, chúng ta có thể thấy rất là rõ cái con sông Ninh chảy qua Ai Cập và các em biết rằng là sông Ninh không phải chỉ chảy qua một mình Ai Cập chiều dài của sông Ninh khoảng sáu ngàn bảy trăm km và chỉ có khoảng bảy trăm km là chảy qua Ai Cập à, Ai Cập lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy à, nó cái khu vực mà sông Ninh chảy qua sẽ bắt đầu từ vùng núi và chúng ta gọi đây là thượng Ai Cập và cái vùng hạ lưu của con sông ninh đổ ra biển địa trung hải thì gọi là hạ ai cập và ở chính giữa là trung của ai cập Đây là cái nền văn minh của phương uh, cái nền văn minh của ai cập thì bắt nguồn từ ven sông ninh và chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao lại là từ ven sông ninh nhìn trên cái bản đồ chúng ta sẽ thấy là vị, về mặt vị trí địa lý thì ai cập nằm ở vùng đông bắc châu phi phía tây sẽ giáp với sa mạc Libya, phía đông giáp với uh, biển đỏ, phía bắc giáp với địa trung hải và phía nam giáp với sa mạc Nubia và Ethiopia, hay còn gọi là sa mạc Sahara. Tại sao có cái tên gọi khác nhau như vậy? thì cái sa mạc Sahara nó trải dài ở rất là nhiều cái quốc gia và ở cái địa phận của Sahara nằm ở cái quốc gia nào thì nó sẽ có tên gọi của quốc gia đó cho nên cái vùng Sahara ở Nubia thì sẽ có hay có còn gọi cái tên khác là sa mạc Nubia hoặc chúng ta có thể gọi chung luôn là phía nam giáp với sa mạc à, Sahara đều được Về đặc điểm tự nhiên của Ai Cập thì các em hết sức lưu ý vai trò của sông Ninh À, như chúng ta đã biết thì phần lớn các quốc gia các nền văn minh phương đông đều bắt nguồn ven những con sông lớn tại sao lại bắt nguồn ven những con sông lớn thì khoảng thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên lúc bấy giờ điều kiện tự nhiên à, công cụ lao động còn rất là thô sơ và con người sống phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện tự nhiên vì vậy cho nên à, các cái nền văn minh chủ yếu hình thành ven những cái con sông như vậy thì con sông nó có vai trò rất là quan trọng đầu tiên phải nói đến để tồn tại và phát triển thì phải có nguồn kinh tế trước như vậy thì sông ninh hay là các con sông lớn nói chung nó sẽ cung cấp gì cho một quốc gia cho sự tồn tại của một quốc gia cũng như là cư dân ở đó các em biết là cái vai trò đầu tiên quan trọng nhất đó là đối với sự phát triển nông nghiệp trồng các loại cây nuôi trồng các cái loại cây nền kinh tế nông nghiệp và ngoài ra sông ninh nó còn cung cấp nước tưới và Um, con đường giao thương tức là chuyển từ cái vùng này sang vùng khác buôn bán giữa các vùng miền ví dụ thường ai cập và hải ai cập uh, ngoài ra thì uh, xung quanh sông ninh nó sẽ có hệ động thực vật phong phú nó tạo ra một cái cuộc sống uh, tự nhiên và cần thiết cho con người cho cư dân và có một cái điều rất là quan trọng trong sự hình thành các quốc gia cổ đại đó là vai trò trị thủy để hình thành quốc gia thì uh, xung quanh cái con sông Ninh ban đầu nó chỉ là các cái bộ tộc bộ lạc người ta sinh sống ở ven đó và nhu cầu trị thủy tức là mỗi năm sông Ninh đều dâng nước lên là và sẽ gây lũ lụt như vậy thì cái việc mà gây lũ lụt cả một cái vùng từ Hà Ai Cập tới Thượng Ai Cập như vậy thì không thể nào một bộ tộc, một bộ lạc người ta có thể giải quyết được mà người ta cần liên kết với nhau. Thì cái nhu cầu đó liên kết qua nhiều năm như vậy thì thúc đẩy hình thành một quốc gia. Thì phần lớn các cái quốc gia phương Đông đều hình thành có một cái lý do từ cái nhu cầu trị thủy à, xuất phát à, từ vai trò của các cái con sông lớn và ở Ai Cập đó chính là sông Ninh. Ngoài ra chúng ta cũng cần lưu ý là địa hình của Ai Cập rất là đa dạng như lúc nãy chúng ta thấy trên cái bản đồ thì nó sẽ có vùng rừng núi ở phía tây, à, rồi có vùng biển ở phía đông và phía bắc à, à, và có vùng đồng bằng bên sông Ninh, địa hình khá là đa dạng à, ở Ai Cập một cái loại khoáng sản mà các em cần hết sức lưu ý đó là đá. À, thì tại sao chúng ta lại phải lưu ý về cái tài nguyên khoáng sản là đá ở bên Ai Cập? thì cái này chắc các em đều biết là chúng ta có một cái công trình rất là nổi tiếng của Ai Cập còn tồn tại đến ngày nay đó là kim tự tháp được xây dựng bằng đá. cũng giống như việc mà các em suy nghĩ lại ví dụ một số nền văn minh Đông Nam Á chẳng hạn ở Việt Nam chúng ta có một số cái công trình của người trăm thì tại sao người ta lại xây bằng gạch? bằng đất sét mà không phải là đá tức là người ta sẽ tận dụng cái nguồn tài nguyên có sẵn ở cái nơi đó để bắt đầu những thành tựu văn minh của mình về cư dân thì cư dân của ai cập khá là đồng nhất à, xuất phát là thổ dân châu phi và kết hợp với người hamic lâu dần họ chung sống với nhau thì gọi chung là người ai cập đây là một cái à, hình khác thể hiện cái nền văn minh Ai Cập và các em có thể lưu ý một điều đó là về cái địa, vị trí của Ai Cập tại thời điểm cổ trung đại á, thì nó rất là nó tương đối khép kín chúng ta sẽ thấy là một bên giáp với núi ở phía tây cùng với hoang mạc sa mạc và hai bên còn lại là giáp biển thì tất nhiên với điều kiện ngày nay thì giáp biển nó cũng sẽ tạo ra không gian mở nhưng tại thời điểm mà khoa học kỹ thuật còn thô sơ à, Lúc bấy giờ thì cái việc giáp biển nó cũng là nó tạo ra một cái địa hình tương đối khép kín và Ai Cập chỉ có thể quan hệ kết nối thương mại với các quốc gia khác qua một cái dải đất nối liền với khu vực Tây Á mà ngày nay chúng ta có cái con kênh đào Suez thì kênh đào Suez là sau này được đào còn tại thời điểm lúc bấy giờ nó là một dải đất liền và người Ai Cập có thể qua lại buôn bán thông thương với khu vực Tây Á. các thời kỳ lịch sử. Tại sao khi tìm hiểu về một nền văn minh thì chúng ta phải tìm hiểu về các thời kỳ lịch sử? ở bài học trước chúng ta đã biết rằng cách phân biệt văn minh văn hóa thì văn minh chính là gì? chính là những cái thành tựu đỉnh cao của các cái dạng trong nhiều giai đoạn của một quốc gia thì nó sẽ có những giai đoạn phát triển đỉnh cao kinh tế chính trị xã hội ổn định thì người ta mới có thể tạo ra những cái giá trị để lại cho thế hệ sau mới tạo ra văn minh chứ không phải thời kỳ nào cũng tạo được văn minh vì vậy cho nên khi tìm hiểu về một nền văn minh của các quốc gia thì chúng ta phải xem là nó phát triển rực rỡ nhất thời kỳ nào thời kỳ nào ổn định thịnh trị và phát triển thì chúng ta sẽ biết thời kỳ đó đạt được nhiều cái thành tựu nhất vậy ai cập cổ đại sẽ bắt đầu từ thời kỳ tảo vương quốc đây là giai đoạn đầu tiên hình thành nhà nước chuyên chế cổ đại phương đông và cái người đứng đầu nhà nước đó gọi là pharaon pharaon theo tiếng ai cập à, chúng ta hiểu cái từ pharaon à, nó giống như là gọi là vua các bạn từ pharaon trong tiếng ai cập nó có nghĩa là người ngự trị ở trong cung điện ha? tức là vua giống như chúng ta gọi ở việt nam hay ở trung quốc Thời kỳ phát triển mạnh nhất của Ai Cập đó chính là thời kỳ cổ vương quốc, thời kỳ kinh tế, chính trị, xã hội ổn định, phát triển đến đỉnh cao. Và đây người ta còn gọi là thời đại kim tự tháp với rất nhiều kim tự tháp được xây dựng. Sau đó là thời kỳ trung quân, vương quốc khoảng một thời gian sau thời kỳ hưng thịnh thì Ai Cập bị người hết sốt, thống trị. Đến thời kỳ tân vương quốc, người Ai Cập chiếm lại được quốc gia của mình và thời kỳ hậu kỳ vương quốc thì là giai đoạn bị chia cắt. Chúng ta sang phần tiếp theo là những thành tựu chủ yếu. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về chữ viết. Chữ viết của ai cập ra đời khá là sớm. Thì uh, trong một cái cuộc sống bình thường kinh tế chính trị xã hội bình thường thì khi nào chữ viết sẽ ra đời các bạn? Khi mà người ta có nhu cầu lưu trữ, ghi chép có nhu cầu thể hiện lại cuộc sống của họ, thường ngày thì họ sẽ ghi chép chữ của ai cập bắt đầu là chữ tượng hình thì phần lớn các cái chữ viết trên thế giới này đều bắt đầu từ chữ tượng hình. Chữ tượng hình là loại chữ như thế nào? Là loại chữ muốn thể hiện cái gì thì sẽ biểu uh, biểu đạt bằng hình vẽ như vậy ha. Ví dụ như người ta muốn vẽ uh, muốn nói mặt trời thì sẽ vẽ hình mặt trời, muốn nói con chim, con cá, cái cây thì họ sẽ vẽ con chim, con cá, cái cây. Nhưng mà có những thứ nó không có hình dạng trong thực tế thì phải làm như thế nào? người ta sẽ kết hợp với phương pháp mượn ý và chữ và chỉ âm ví dụ như là chúng ta muốn nói khác nước làm thế nào để biểu thị sự khác nước thì người ta sẽ vẽ ba làn sóng ba làn sóng là biểu thị cho nước đó các bạn và sau đó người ta sẽ vẽ con trâu đứng kế bên ba làn sóng đó có nghĩa là biểu thị sự khác nước tất nhiên là phải trải qua một cái quá trình rất là lâu dài người ta mới có thể đọc được những ký hiệu đó và biết cái ý nghĩa của nó là gì và vì chữ tượng hình của Ai Cập khá là phức tạp cho nên là à, không phải ai trong Ai Cập cũng biết được thì có tầng lớp trên ha, những người ví dụ như là quan tư tế rồi quan ghi chép này nọ vân thì họ mới biết số lượng người biết chữ trong cái xã hội nó rất là ít. Nhưng mà cũng nhờ những ký tự đã ghi lại đó thì sau này người ta mới hiểu biết nhiều hơn về nền văn minh Ai Cập. À, và các bạn biết rằng không phải là đọc à, 5 năm, 7 năm, 10 năm là người ta có thể hiểu được chữ Ai Cập có ý nghĩa như thế nào mà mất cả hàng trăm năm, hàng thế kỷ các bạn. Đến khoảng thế kỷ 18, 19 thì các nhà khoa học mới bắt đầu tìm hiểu và dò dần dần ra cách thức đọc chữ Ai Cập. Và tại vì nó có quá nhiều ký tự khác nhau, nó cũng biểu thị những cái ý nghĩa khác nhau nên cái quá trình đó khá là phức tạp. Chữ tượng hình của Ai Cập đến nay thống kê lại có khoảng 1.000 chữ, trong có trong đó có 24 chữ cái. Và sau khi mà bị người hết sốt à, uh, xâm chiếm thì cái chữ của người Ai Cập đã được người hết số sử dụng và sau đó lan rộng ra nhiều quốc gia khác và đây là nền tảng đầu tiên để người Phenesi sáng tạo ra bảng chữ cái alphabet và chúng ta biết rồi bảng chữ cái alphabet là khởi nguồn của hệ chữ cái Latin và ngày nay chúng ta đang sử dụng và như vậy chữ tượng hình của Ai Cập đọc về móng rất là quan trọng cho sự phát triển văn tự uh, của nhân loại và kể cả, cả những cái chữ mà ngày nay chúng ta sử dụng theo ngữ hệ Latin thì nó cũng là bắt đầu từ chữ tượng hình. Các bạn có thể xem một số cái ký uh, hiệu chữ tượng hình Ai Cập uh, uh, tương ứng với ký tự Latin ngày nay và như cô nói với các bạn đó là không phải đọc một cái là có thể hiểu liền Giống như chúng ta xem truyện nữ hoàng Ai Cập Chúng ta sẽ thấy một nhân vật chính Có khả năng rất là đặc biệt Và nhìn vô phát là đọc được liền Nhưng mà hiện nay số lượng à, Những nhà nghiên cứu có thể đọc hiểu chữ Ai Cập Rất là ít các bạn, chỉ có vài người thôi và chữ viết thì sẽ được lưu trữ ở đâu chữ viết thì phải có chất liệu để viết đúng không người Ai Cập viết chữ ở rất là trên nhiều chất liệu khác nhau vải vóc đá rồi cây cối xương này nọ vân vân nhưng chúng ta sẽ thấy nhiều nhất và phổ biến nhất đó là uh, trên một loại giấy gọi là giấy papyrus uh, và chúng ta sẽ thấy nhiều nhất hiện nay chúng ta sẽ thấy trên các cái tường mộ của Ai Cập trên các cái tường mộ và cụ thể nhất là ở kim tự tháp Ví dụ các bạn xem một cái bức hình trên slide như vậy người ta vẽ một cái người đang cầm một cái ly gì đó và có những cái chữ tượng hình ở phía sau ha thì chính nhờ cái sự mô tả đó mà ngày nay chúng ta mới biết được thật sự biết được là hồi xưa ai cập sống như thế nào trị vì quân quốc như thế nào có nền kinh tế như thế nào còn nếu mà chúng ta chỉ tìm được những cái tài liệu khảo cổ học thì chúng ta chỉ có thể suy đoán thôi cho nên là cái việc để lại chữ viết của người Ai Cập rất là quan trọng để những cái thế hệ sau này và ngày nay chúng ta có thể tìm hiểu được đây là một loại cây giống như cây cọ có ven ở vùng sông Ninh rất là nhiều và người ta gọi là cây Babyrus để làm ra giấy người Ai Cập là tạo ra loại giấy đầu tiên trên thế giới là giấy Babyrus À, người ta ép những cái cây cọ lại với nhau, ép khô lại và tạo thành một cái giấy như thế này để lưu trữ. Và các bạn biết là cái chữ uh, paper trong tiếng Anh ngày nay nó khởi nguồn từ cái chữ papyrus của Ai Cập. Ha. Chúng ta sang phần tiếp theo là về tôn giáo và tín ngưỡng. thì uh, phần lớn, hầu hết tất cả các quốc gia cổ đại, người cổ đại họ thờ cúng rất là nhiều loại thần linh khác nhau ở Ai cập thì người ta sùng bái các cái loài động vật như là bò chim ưng rắn vân vân à, ngoài ra họ còn tạo những cái nhân vật tưởng tượng ví dụ phượng hoàng hoặc nhân sư à, các bạn cái tượng nhân sư chúng ta có thể nhìn thấy ở hầu hết các cái uh, kim tự tháp đều có cái tượng nhân sư ở phía trước nhân sư là một cái loại nhân vật tưởng tượng gồm có đầu người và mình sư tử như vậy thì tại sao người ta lại tạo ra một cái tượng mà có cái hình đầu người và uh, mình sư tử các bạn tại vì theo cái quan niệm lúc bấy giờ họ muốn có sức mạnh giống như con sư tử ha và có trí tuệ giống như con người người ai cập sùng bái các loại uh, các vị thần tự nhiên rất là nhiều trong đó có thủy thần sông ninh địa thần và cái vị thần đứng đầu trong các thần đó là thần uh, mặt trời thần mặt trời hay gọi là thần ra amon ra đặc biệt người ai cập thờ linh hồn bất tử tại vì họ tin vào linh hồn bất tử họ tin vào linh hồn bất tử cho nên mới có tục ướp xác thì không phải tất cả người dân của ai cập đều có thể ướp xác được mà những người mà có thể thực hiện ướp xác thường là giàu có có địa vị ví dụ như là hoàng gia quý tộc ha như vậy thì cái việc ướp xác nó sẽ tiến hành như thế nào các em có thể nhìn trên cái hình kế bên đây là một cái hình được khắc trên cái tường mộ ở, à, ở trong kim tự tháp và chính vì có cái sự mô tả lại như vậy các bạn sẽ thấy ở phía sau của cái, cái hình mà thể hiện sự ướp xác đó chính là thể hiện cái quá trình ướp xác đó chính là những cái chi chích những cái chữ tượng hình chính cái chữ tượng hình này đã mô tả lại cái chính xác cái quá trình ướp xác đã diễn ra thời kỳ lúc bấy giờ thì việc ướp xác là một thủ tục là một cái quá trình rất là công phu và nó đòi hỏi một kỹ thuật rất là cao về mặt y học đặc biệt là kỹ thuật giải phẫu cơ thể. À, thì sau khi một người chết đi, ví dụ như là một vị pharaoh chết đi, thì sẽ có những cái bác sĩ rất là giỏi về giải phẫu à, sẽ lấy những cái bộ phận gọi là nội tạng trong cơ thể người ra, đặc biệt là trái tim. À, à, ví dụ như não nè trái tim và các cái bộ phận ở trong bụng lấy ra sạch, làm sạch cơ thể các bạn. Sau đó người ta sẽ ướp một ướp cái xác mà sau khi đã làm sạch cơ thể đó vào một cái loại đá có rất là nhiều ở Ai Cập và đá nó có muối na trong ha sẽ làm khô và làm sạch thi thể trong khoảng hơn 2 tháng. Sau đó người ta sẽ nhồi cỏ thơm vào ở trong cái bụng của cái xác ướp đó và dùng băng quấn lại. Riêng đối với những cái giống như là ngón tay các bạn là những cái thứ mà rất là dễ rời ra. Cho nên là những cái nhà giàu có họ sẽ dùng vàng để là uh, giữ cho các cái đốt tay, các cái đốt ngón tay, ngón chân liền lại với nhau. Và sau đó cuối cùng, cái bước cuối cùng là người ta sẽ dùng vải lanh để quấn chặt cơ thể. Đó là lý do tại sao các bạn coi phim các bạn sẽ thấy là xác ướp Ai Cập nó được quấn từ đầu đến đuôi như vậy. Uh, nhìn uh, rất là rùng rợn. Nhưng thật ra cái đó là cách để giữ các cái khối cơ thể liền với nhau Và người ta giữ một cái xác như vậy để làm gì các bạn Trên mỗi cái cổ quan tài mà chứa đựng cái xác ướp đó nó sẽ có hình Cái khắc của cái hình cái mặt người ở đó Tại vì người Ai Cập họ tin vào linh hồn bất tử Cho nên họ nghĩ rằng là nếu mà giữ được cái xác nguyên vẹn Thì một ngày nào đó linh hồn sẽ trở về và người chết sẽ sống lại Đó chính là lý do họ lưu giữ cái xác ha là do tục thờ linh hồn bất tử chúng ta sang phần tiếp theo là nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc à, khi nói đến nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của ai cập thì tất 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 cả mọi người phần lớn đều sẽ nghĩ ngay đến cái công trình kim tự tháp và hiện nay chúng ta chủ yếu biết đến kim tự tháp giza và kim tự tháp kheop thật ra à, ai cập có rất là nhiều loại kim tự tháp khác nhau và à, nó được xây dựng qua nhiều thời kỳ khác nhau cùng với những kỹ thuật khác nhau cho nên là bố cục ở trong nó sẽ khác biệt À, kim tự tháp hiện nay là một trong bảy kỳ quan thế giới à, còn tồn tại và một cái kim tự tháp về cơ bản bố cục nó sẽ có ba phần các bạn một cái phần dùng để tế lễ một cái phần là hầm mộ chứa cái xác ướp của các vị pharaon và một cái phần còn lại đó là lưu trữ các cái à, vật được chôn theo và các bạn biết một điều thú vị rằng à, không phải các nhà khoa học là người đầu tiên khám phá ra bí mật của các kim tự tháp mà chính là những người trộm mộ. Tại vì theo uh, truyền thuyết của dân gian, người ta sẽ truyền tụng nhau mỗi vị phá ra ông chết đi chôn theo rất là nhiều tài sản. Vì vậy cho nên người mà phát hiện ra con đường đầu tiên dẫn vào các kim tự tháp đó là những người trộm mộ. Và khi mà các nhà khoa học đến thì thường nơi đây chỉ còn lại xác ướp thôi các bạn và những cái uh, uh, vật thờ cúng ở bên trong. Ngoài kim tự uh, tháp là công trình kiến trúc rất là nổi tiếng thì người Ai Cập còn giữ lại rất là nhiều tượng và phụ điêu trong đó có tượng nhân sư rồi tượng nữ hoàng Nefertiti và đặc biệt là kỹ thuật điêu khắc đá vẽ tường mộ. Nếu các bạn chịu khó xem những cái phim về Ai Cập thì chúng ta sẽ thấy cái điều này rất là rõ. Đây là một cái lối vào của kim tự tháp và các bạn sẽ thấy hai bên tường có rất là nhiều tranh gọi là tranh vẽ tường mộ. Và tất nhiên không phải cái lối vào nào nó cũng rộng rãi và thoáng như thế này, tùy vào độ lớn của kim tự tháp nó sẽ tương ứng với cái vị pharaoh cho xây dựng nó. Đây là tượng của nữ hoàng Nefertiti. Về khoa học tự nhiên Thành tựu tiếp theo đáng nói đến của văn minh Ai Cập chính là khoa học tự nhiên thì Ai Cập thời cổ đại người ta đã biết đến 12 cung hoàng đạo rồi các bạn Không phải tới thời kỳ hiện đại mới tìm ra 12 cung hoàng đạo Họ biết được sự tồn tại của sao thổ, sao kim, sao mộc và các cái một số cái hành tinh khác Lúc bấy giờ người Ai Cập đã chế tạo ra cái đồng hồ để mà đo cái khoảng thời gian Và họ chia được một ngày ra 24 giờ Người Ai Cập làm lịch và đó các bạn biết là cái thời cổ đại người Ai Cập dùng lịch âm hay là lịch dương. Lịch bắt nguồn từ các con sông, đo theo mực nước và thủy triều thì là lịch âm các bạn. Và người Ai Cập đã tính được một năm khoảng 365 ngày với 12 tháng. Đây là con số khá là chính xác. À, tuy nhiên là lúc bấy giờ người Ai Cập chưa có biết tạo ra năm nhuận cho nên là cứ một năm họ lại bị thiếu mất một phần tư ngày mà không biết phải bù vào như thế nào. Và bốn năm à, bốn mùa trong một năm của họ sẽ chia theo mùa nước dân mùa ngũ cốc và mùa thu hoạch theo cái chu kỳ của sông Ninh. Và tại sao ở Ai Cập toán học lại rất là phát triển? Người Ai Cập đã tìm ra số pi bằng 3,16 tương đối chính xác. Người ta đã biết được mối quan hệ giữa cạnh huyền và các cạnh góc vuông là bởi vì sông Ninh các bạn, mỗi năm sông Ninh đều dâng nước lên cao và sau mỗi mùa như vậy thì người ta phải chia lại ruộng đất ha và chia nhiều nhiều lần nhiều lần sẽ thành thói quen và toán học phát triển như vậy chúng ta sẽ thấy thêm được một cái vai trò của sông ninh trong sự phát triển của văn minh ai cập ngoài ra như cô nói với các bạn lúc nãy đó là y học của ai cập khá là phát triển với các ngành nội khoa ngoại khoa đặc biệt là kỹ thuật ướp xác nó đòi hỏi một cái kỹ thuật rất là cao về giải phẫu người và hiểu biết về tim và phải là những cái bác sĩ rất là giỏi mới có thể thực hiện cái kỹ thuật này thì đó là toàn bộ bài học về văn minh ai cập à, hôm sau chúng ta sẽ chuyển sang nền văn minh lưỡng hà cảm ơn các bạn đã theo dõi